Theo ghi nhận của phóng viên về giá bán rau củ quả tại các chợ dân sinh, hiện giá rau các loại đều cao hơn so với thời điểm trước Tết Nguyên đán Canh Tí. Dù đã qua đợt nghỉ Tết, thế nhưng cho tới thời điểm hiện tại, giá thực phẩm, đặc biệt là rau xanh vẫn ở mức trên trời, khiến cho người dân vô cùng lo lắng. Đơn cử tại chợ Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, trước Tết rau muống có giá từ 5 đến 6.000 đồng trên một bó, nay đã tăng lên từ 12 đến 13.000 đồng trên một bó. Rau cải ngồng từ hơn 10.000 đồng trên 1 kg, nay đã tăng lên 40.000 đồng trên 1 kg. Rau cải canh từ 4 đến 5.000 đồng trên một bó đã tăng lên 10.000 đồng trên một bó. Sau khi có cái dịch corona này đi chợ thì là hương thương là rau cọ là bây giờ cũng đều đã đắt lên. Một cái thứ rau đều đã đắt gần như gấp đôi. Do cũng mưa nữa lại có dịch nữa là mọi người cũng hạn chế đi chợ luôn. Nếu bình thường là như này đây, mỗi lần tôi mua 2 mớ rau bây giờ tôi chỉ dám mua 1 thôi. Vì bây giờ đang 5.000 mớ rau bây giờ lên 10.000. Theo lý giải của các tiểu thương, nguyên nhân giá rau tăng cao là do ảnh hưởng của mưa đá, mưa lớn trong dịp Tết Nguyên đán khiến số lượng rau bị hỏng, thiệt hại nhiều. Ngoài ra, với hy vọng tích trữ thực phẩm giữa mùa dịch corona cũng là một nguyên nhân gây nên tình trạng giá rau tăng vọt sau dịp Tết Nguyên đán. Sau khi vừa là Tết này, vừa là dịch này, củ quả, rau củ quả cái gì nó cũng lên, ảnh hưởng rất nhiều kể cả về môi trường. Ví dụ như là mưa nó cũng ảnh hưởng. Đấy, thì đâm ra là giá cả nó lên chứ không phải là hơi tăng đâu. Đấy, ví dụ như là củ cải trước là chỉ có 12-13 nghìn một cân thôi. Bây giờ nó có thể là lên 20-25 nghìn gần như gấp đôi. Theo ghi nhận của phóng viên về giá bán rau củ quả tại các chợ dân sinh như chợ Thành Công, chợ Nghĩa Tân, chợ Trung Văn, mức giá nhiều loại gần như tăng gấp đôi, thậm chí gần gấp 3 so với dịp trước Tết Nguyên đán Canh Tí.